Ngày 7 tháng 9, cơn bão số 3 đã gây mưa to, gió giật mạnh tại nhiều địa phương của huyện Kim Động, làm ảnh hưởng và gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh trên địa bàn. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân huyện Kim Động, trên địa bàn huyện, gió mạnh đã làm gãy đổ, nghiêng, thiệt hại 2.450 ha cây trồng ăn quả, rau màu lúa, 18 bụi tre chắn sóng bật gốc, gãy đổ, 14 hộ dân phải di rời, đổ 500 m tường bao, hàng trăm công trình bị tốc mái, khoảng 40 cột điện, cột truyền thanh bị nghiêng đổ. Để kịp thời ứng phó với cơn bão số huyện chỉ đạo các địa phương giải tỏa ngay cây đổ, Mái tôn bật tốc văng ra đường, tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai các phương án phòng chống bão với phương châm bốn tại chỗ, trọng tâm là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Đồng thời tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình địa bàn dân cư, liên tục thông tin tuyên truyền để người dân cập nhật kịp thời tình hình diễn biến của bão số 3, không chủ quan trong phòng chống bão.